Xin chào cô chú anh chị mình nha. Thì nay em đi qua cái khu này ở Long Hậu của chú anh chị mình. Thì khu nuôi này của anh Sang ha. Thì cũng lắp cái bộ tiết kiệm điện của chú anh chị mình. Rồi, mời cô chú anh chị mình sẽ theo dõi với em mình nha. Trong rừng lá không đó. Cái bộ tiết kiệm này lắp bao lâu rồi? Cái hộp số kêu quá à. Đồ mà chơi vàng đảo đó, hai vàng này chơi hai vàng luôn ghê không? Nó chạy ở đây tại anh lắp hai vàng chạy lên cho nó không? Giờ nó chạy nó nài quá nài. Tạc chứ chưa bỏ giá hả? Có bỏ luôn chứ. Vô. 300 ngàn 10 ngày vậy ngon ha. Cũng được không? Được, 10 ngày vậy được. Hết rồi, ăn hết màu chưa? Hết. Có 2 tiếng mấy. 2 tiếng mấy dữ rồi. 2 tiếng mấy dữ rồi. Mơ bắt. Đúng rồi, cái này thì canh coi chơi thôi chứ. Nào này 300 mấy nè hả? Đồ xì yếu quá. Này để cái kia chạy lên cái đầu này đầu 65 hả? 90 sao nhịn nhỏ ta. Thế chúc tụi em lắp cái đầu này nè cô chú anh chị mình. Đầu này đầu 90 à. Cái này mấy ngựa? Cái này 4 ngựa, 4 ngựa, 4. Còn chưa đủ lực phải không? Chưa. Đầu này còn lớn lắm, đầu chắc rồi.
bạn nặng 9 kg á. Nhiều ký? 16 ký hả? Đầu 16 ký đến 12 ký rồi. Vậy là nãy giờ chạy nó kiểu nó mày chạy đâu mà vớt hết 4 kg 16 kg 5 kg 16 kg 8 kg thôi. Mà cái dòng nào mình lấy cò bá luôn à? Là cái cốt nó chắc đã bắt giò anh á. Nó đi một vòng bằng người ta luôn á, chụp vòng không? Chắc chạy à? Chứ mấy cái đầu Nhật thì nó chạy chuẩn lắm, còn mấy cái đầu Đài Loan, Trung Quốc thì nó chạy nhiều nhiều vòng tua lắm. Nát hết. Cái đường có một khúc lượn ngoải vô đây nó từng quá trời ơi. Đi ngay chỗ anh ở chẳng đây gần lắm. Ở bên quán á. Nó gần rồi nó chạy qua nó cho mày chạy tới kia xa lắm. Anh sợ, ông nói giờ nếu mà chạy ra Tư Long Đông Thạnh là chạy với em nữa xa. Ừ, nó nói giờ tao đang ở đây mới công đợi đồ qua nữa. Đi trước chút coi có gì mò đường. Từ ngoài ngã ba vô đây là hình như 10 cây nữa. Từ ngoài chỗ cái bảng chào á 10 cây. Này nó tới 2 cục luôn hả? Cái này cái đầu để chạy cái super lăng. Cục này không, mười mấy ký hả? 9 ký hả? 2 cái cục rồi hả? Rồi cấp đây mình để cái mô liên để chạy lại luôn không Linh? Có mô liên mới. Đây lắp cái bộ tiết kiệm điện, lắp cái đầu hơi nha. Cái này đang lắp tiết kiệm điện. Ở bển nuôi được mấy ao anh ha? 6 ao. Là đó hạ bình không? Có. Giờ ta lắp tiết kiệm điện để chạy không? 3 pha không à. 3 pha luôn hả? Bển không có oxy. Quạt không à? Ở đây điện chạy không nổi nè. Ở đây điện không nào chạy không nổi nè. Đây điện ấy mà yếu. Mấy trên đường điện câu thế luôn mà không có điện. Trời sang thiệt tình. Xa lắm. Đường điện câu thế nằm trên đầu luôn này Linh. Bến này nó cho tôi 30 cái, ba mấy cái rồi. Cái đầu ngoài đầu đi cho nó chuẩn. Ừ, đó. Ngay chỗ đó nữa. Chín ra ngoài luôn, ngoài này cây nữa. Ừ, ngoài cây nữa, rồi. Giờ chín giữa cây nữa không? Chết mẹ, càng chín càng lên. Cây này cây tắm nữa vừa nè. Chấm 2 tấm đồng đô đây, tan lúng quá trời. Rồi. Rồi. Tuyệt vời, nhau mặt trời. Cái đồng hồ này mà chạy nó không có lên áp ta. Nãy chạy đâu có lên đúng không? Bởi vì nó đâu có hơi đâu, đâu có hơi mạnh, nó đâu có đủ lực hơi lên. Nó hư hay gì á? Không phải hư. Nó không đủ lực. Cái đầu 80 của tôi bển tôi kéo là nó đó. Chạy cái máy dầu là nó không lên luôn đó. Vậy mà nó vẫn có hơi gì mà nó không lên nổi không? Không, nó yếu. Có nhớt gì không anh ta? Có bò nhớt gì không? Có đi chứ. Bò đi. Bữa nhìn thấy lá gáp mà chạy đã lắm. Ồ, nó chạy thí dụ cái motor anh chạy hiện bây giờ là đo thí dụ nó 8 ampe, quất này xuống chừng 2-3 ampe. Nói chung nó tiết kiệm rất là nhiều, trên 50% điện mà.
và cái lực của nó thì nó mạnh hơn cái motor của mình luôn nữa. Và nó chạy không giờ nó nóng. Còn motor kìa mới lọc ra anh già thử coi. Trời ơi nãy nó bốc không nổi phỏng tay luôn mà. Đậu ly lớn lên luôn hơn cái motor cũ hả? Cái này tắt 2 chữ nè. Thấy nhỏ hơn cái tao nè. Nhỏ con khỉ. Cỡ. Màu cỡ luôn, màu cỡ luôn. Tao đi tiện mà nó sao à? Cái mục cái gì chứ. Thằng Linh nó chơi mọc với cua ro à. Hai dây cân không đều giò nó vũ, cái dây kia nó vũ vậy lắm. Sao nó lắc dữ lên. Chưa sức ốc mà. Trời ơi nó đút vô nó còn chỉnh cân chỉnh nữa mà. Cái có cái gì nè. Ở đây nãy hỏi em Sang, anh Sang nói đây anh chạy xuống khoảng chừng 5 cây phải không? Đến đến đây 9 cây. Dữ vậy ta? Vậy là ông ở vô thuốc trong nữa hả? Tôi quán nhậu Phương Đông đó. Đường thấm á. Có nhậu không? Hả? Nó hai quán tôi ở chính giữa mà. Chạy đâu khỏi hả? Ừ. Nó khi nào qua đó đâu. Không có cá, không có gì hết á. Coi về nuôi tôm luôn rồi. Nuôi tôm luôn nè. Coi về hết cá rồi. Coi về cá đâu nó còn món. Còn xong rồi, còn vũ cánh luôn. Bị thua. Bất động sản rồi. Bất động sản bất rồi. Bất động sản luôn. Động sang lắm mặt bằng gì có đâu mà buồn. Là cái ở dưới à, ở dưới em chỗ anh Sang, tôi nói mấy cái tiệm vật tư mà nó còn chết luôn đó là trời ơi đụng hồi xưa một tháng người ta làm cả chục cái nhà. Còn bây giờ là một năm á làm chỉ được 3-4 cái à. Như là nằm bất động mà sản luôn. Hết luôn. Chung là chết hết. Đã biết đã người ta đặt cái tên vậy rồi mà mấy ông không biết. Bất động rồi. Mình đâu? Mình đằng đầu cầu đằng á. Mình cầu bà đằng hả? Không, mình cầu bỏ cầu này lên cầu kia. Mình lụi hả? Ờ, mình lụi đó, đó đúng rồi. Mình lụi đó. Đó, ở bên chị của hắn mà đó. Thì về bên đó, đó hả? Ừ. À, chị là cái... Bà thứ ba đó. Đó, ta nói là bất động sản. Cái tên ta nói lên tất cả rồi mà. Cái bà đó bữa mới nhậu với tôi. Không có, bà có nhậu đâu. Gì? Bà ba dễ gì nhậu. Bà thứ ba người trong ngọt luôn chứ đừng thấy quê cái ông gì vậy? Ông ốm ốm mà tiếng em có em á à. Ủa đâu má gì trời cho nên bút nó cắt dữ lắm nghe tiếng ông nói không à thì nó cắt nó lấy lúc mình sao không chuyển nó đi chứ không để gì không chuyệt được sao chuyệt được tôi chuyệt được luôn á sao chuyệt được nó chiều lên đi về đi, làm tôi chuyệt cái mà coi bây giờ biết sao mìn á đặt hàng mìn á nó gì đó mời ông đặt hàng xong ông mìn á ông đặt lại nó đủ một tấn hai tấn vậy. Đấy cho mày mấy thùng luôn à. Ừ, đặt lại đây rồi xong cái cho địa chỉ với Hậu Giang á. Ừ. Ta cầu cái liếm này nó biết. Nhiều lắm. Không cái đầu này anh chạy nó nhẹ, em cảm giác như nó nhẹ hơn cái đầu của anh hả? Nhẹ hơn chứ. Dạ. Đủ thẳng bằng luôn nha. Tao qua gôn rồi đó hả? Ờ, Aquagon thì lưa hết, nhiều lắm. Có Aquagon thì có ăn. Có ăn, mình ăn lẹ lắm. Ây, 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 điện biết, nó nóng, nó chửi luôn. Mẹ. Tiếng quài luôn hả? Ừ. Em có biết gì đâu, nếu có em điện anh chứ. Phải, thì... tụi đó. Ủa, lừa đảo mà. Tụi đi bắt động sản. Thiếu miếng ngày sao? Nghe đâu câu đâu có bây giờ câu vô thùng thử cái cảm biến đó nè anh có 1m lẻ không không bây giờ đem cái thùng nó qua đây lấy cái ổ cắm mình ăn vô đó đi được không đem đây để đây nè đó đâu cắm rồi đó đem đây nhà nó cũng nhỏ chứ cái này cũng 4 người 5 4 người mấy hơn Linh 3 người 8 3 người 9 gì 3 kW rồi. Đúng Linh đúng rồi hay quá gõ tay nó làm lắc quá tiêu luôn chìa khóa luôn vậy cái chìa khóa đó coi vậy chứ nó cũng dữ lắm á thấy vậy đó má đâu được cái kéo ngon ta lắc xinh luôn coi trời em lắc mười mấy triệu được mà có chìa khóa kéo cho cũng được trời người ta nó muốn lấy gì đó lấy ừ quên đó có cái ổ điện mà quên thợ thầy nó làm với ai
trời đã coi đây ca sĩ không. Nó hỏng rồi. Ca sĩ nữa. Đi đi em Út kiếm liền ta. Ca sĩ nhóc chạy đây nè. Đồng nước nữa. Nước anh nó mặn nữa. Điện thả đạt một con. Xuống thì không thể rồi. Tháng 2 rồi. Thập biến vô thử ha. Có chạy đó. Đúng hướng rồi đó. Nó canh rồi mà đúng hướng vậy. Đâu coi coi cái đồng hồ chạy lên không? Má chạy cái lực cường. Má không? Ờ, bụng mình chờ có lửa liền. Phải làm dấu mới được. Cái này anh nghĩ chắc cái bu ly nó to một tí nữa quá. Tháng 4 rồi. Tại cái bu ly máy nó tới 6 rồi. Với lại nãy giờ tắt á, chạy nó ép nước ra một hồi nữa nó mới nhẹ lại từ từ á, phải có thời gian mới được. Đang chạy cái đầu súp đầu 100 nè, điện yếu vẫn chạy được bình thường thấy chưa. Ở đây nè, hiện tại cái bốn ngựa của Bảo Long mà chạy không nổi nè, không hơi hám vậy, nó không có lực. Tiết kiệm điện. Đo có đủ điện không ạ? 100 ta tám mấy à. Má này được 200 là con giờ đó, sẽ thành đổi cái bu ly lên tí nữa. Giờ thử cái motor có nóng không? Chập tám mấy. Thấy chiều hơn á. Dướng không? Không dướng đâu. Chả cái gì hết. Chạy cái này oxy nó đâu có nhiễn đâu đúng không Linh? Đúng rồi, nước nó thấp á, nó ổn vậy đó. Ông chạy như là phan ống luôn phải không? Cái này ông chạy, nếu mà ông này ông chạy cho tôi 50 rồi oxy mà ông chạy cái đó rồi là hơi lên dữ đó.
nó không cần nhiều đâu, cục nào nó ra cục đấy. Này nó chia hơi dữ lắm rồi. Vậy là mình dở lên đâu được đúng không? Đâu dở được, không ra được, nằm dưới đáy á. Nằm dưới đáy. Làm này thất bại. Này ao này anh để chừng 50 giò, giò nào giờ nấy, độ chất lượng cái luôn, chạm chạy mấy. Giờ anh tăng lên tấc 6 nó cũng vậy luôn á, nó không có mạnh hơn nữa đâu. Tại nó chia, nó bị chia áp thức quá nhiều à. Rồi mời cô chú chị mình xem tôm. Con xe đi không làm hơi khó. Máy làm cái dàn cầu đẹp ghê. Hết cấu rồi, lại siêu rồi. Hết cấu rồi. Thôi vừa thôi, cứng quá nó dặn lắm. Nó chưa chạy mà. Chưa, sao chưa đó. Để hai vàng luôn nè. Kêu lên miếng nữa, nghe mà nghe cái lỗ tai mà nghe ve ve cái nữa. Ghê chắc nó bụng bụng rồi, nặng luôn đó chứ. Nó chạy càng lâu nữa càng nặng. Nó nén rồi. Mình chìm từ đó rồi lắm. Hai hàng đua rồi đó. Hai
ông mạnh hơn kia nhiều rồi. Nó tăng thử đó, lên 2.000 luôn rồi, nó hơi cũng chạy đó. Nó mạnh hơn xíu à. Kiểm tra còn nhớt của đồ không? Cái áo này là canh nhớt của được á. Mở coi cái trong cái đầu nó có dơ dữ không? Có mở rồi. Có điều anh chạy oxy mà áp tải quá con. Cái nó thổi ra cái khí oxy mà nó nóng quá là nó mất oxy. Mấy anh thấy mấy ta chạy rè, không phải tao dám chạy đâu mà là cái ta sợ cái khí nó nóng á. Look good deal.